Vừa qua, Lionel Messi, cầu thủ 8 lần giành Quả bóng vàng, đã ghi thêm một cột mốc lịch sử vào danh sách thành tựu của mình khi trở thành người thứ hai trên thế giới đạt 500 triệu người theo dõi trên Instagram. Siêu sao người Argentina đã gia nhập câu lạc bộ nửa tỷ người theo dõi cùng với đối thủ lâu năm là Cristiano Ronaldo, người hiện có 622 triệu người theo dõi trên Instagram. Xếp sau Messi là Selena Gomez 429 triệu, Kylie Jenner 400 triệu và Dwayne Johnson 397 triệu. Sự nổi tiếng toàn cầu của Messi được minh chứng bởi con số 20% trong số 2,5 tỷ người dùng Instagram hiện đang theo dõi anh. Sau khi chuyển đến Inter Miami vào năm 2023, anh đã trở thành ngôi sao thể thao được nhiều người theo dõi nhất trên mạng xã hội, vượt qua tất cả các đội trong năm giải đấu thể thao lớn ở Mỹ. Theo báo cáo của Sportico cho thấy, 72% người theo dõi Messi là nam giới, với Brazil là quốc gia có lượng người theo dõi anh cao nhất, 12%, tiếp đến là Ấn Độ, 8,1%. Argentina 6,5% và Mỹ 6,2%. Thành tích mới này khẳng định vị thế của Messi không chỉ là một cầu thủ bóng đá xuất sắc mà còn là một biểu tượng toàn cầu thu hút người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới.